Vâng ạ, thưa quý vị, các bạn, nhà báo Huy Thắng đang có mặt ở trong rừng cỏ Ngọc Nhị. Chúng tôi đang đi tiến bước vào đây để xem cái rừng cỏ Ngọc Nhị ở đây bà con người ta làm ăn như thế nào và khách đến đây vì sao lại đông mà thưởng thức cái gì ở trong khu vực này để các bạn có thể nhìn thấy. Và lúc này chúng tôi sẽ dẫn quý vị các bạn cùng chúng tôi đi vào thám hiểm ở đây đây. Các bạn đã nhìn thấy cái nội quy ở rừng cỏ. Vâng ạ, quý khách đến thăm rừng cỏ thực hiện theo đúng cái quy định của rừng cỏ như sau: là cấm chặt phá cây bẻ mang, cấm săn bắt cỏ và lấy trứng, cấm leo trèo trên cây và động mạnh, và cấm đốt lửa ảnh hưởng đến rừng cỏ, và cấm mọi hình thức xâm hại tới cái tài nguyên. Vâng ạ, chủ cái rừng cỏ này là Phùng Đoài Học. Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy đấy chính là cái ông mà chủ cái rừng cỏ này. Và những ngày cuối tuần thì khu vực rừng cỏ này đông chật kín xe. Và các bạn đã nhìn thấy cái lượng xe như thế này đã đến ở nơi đây. Người ta đến ở nơi đây trong cái rừng cỏ này, đây chính là một cái khu du lịch đặc biệt. Cái du lịch đây không chỉ có đến lấy vị bóng mát của những cái rừng tre, rừng bương như thế này, mà người ta còn đến đây để thưởng thức những cái món cò và cái món vạc ở nơi đây. Và chỉ có khu vực, ở trong khu vực này mà chỉ có gia chủ ở nơi đây mới được bắt những cái con cò, con vạc và lấy trứng ở trong khu vực này để bán cho khách. Tôi rất là đến trong cái rừng cò này là có người bán các cái đặc sản ở nơi đây. Vâng ạ, chúng tôi đã nhìn thấy các quả mít này, quả đu đủ. Vâng ạ, có quả roi, quả quất hùng bì ở nơi đây. Vâng ạ, những trái mít này chắc chắn là những trái mít mà trồng ở bà con đây đây. Vâng ạ, và tôi hy vọng là chắc chắn là cái mít ở đây là mít sạch, mà mít hái từ trên cây xuống chứ không phải là vẫn có cả vải nữa. Vâng ạ, còn cháu này thì chắc là đang lướt web để tìm người yêu chăng? Vâng, mọi người thì bán cả các loại thuốc ở trong này, chúng tôi vẫn cảm ơn. Có cái thuốc lá gì đấy hả chị? Các loại, nhiều loại lắm, cả gai leo này. À, vâng ạ, xạ đen để, giờ vâng ạ chị, ung thư này, cả gai leo để làm gì nhỉ? Chè vàng. À, chè vàng. Gan à, chữa gan, chữa mật, vâng. Và tôi nhìn thấy cao cả như vậy là các cả cây mật nhân ở đây nữa. Vâng, như vậy là ở trong này không chỉ có bán cò mà bán cả các loại thuốc để khi mà ăn cò chẳng may không may bị cái gì đó, đúng không ạ? Vâng, lại đúng là lại về chữa trị bằng các loại thuốc cây ở đây. Và bây giờ chúng tôi đang dẫn vào trong cái khu vực này. À thế à? Vâng ạ, chỉ bán hàng đi mà chưa biết được cái làng cò như thế nào ạ. Mới vâng. Thế bà có bán trứng cò không? Ai mà lấy được trứng cò để bán là bán. Không lấy được à? Trứng không có. Nó bao giờ nó làm tổ ra trên ngọn đỉnh ngọn tre kìa. À thế ạ, à, chứ không lấy được à? Tôi tưởng bắc thang có thể lấy được trứng cò để bán. Không. Trứng cò không ai lấy được trứng cò mà chỉ có nó bão nó rơi rất là nhiều nhỉ. À thế ạ, vâng, cảm ơn. Vâng ạ, khi chúng tôi bước vào đây thì có cả những cái sàn như thế này và giải chiếu để mọi người đến thăm rừng cò. Và sau khi có thưởng thức món cò xong ra đây ăn nghỉ ở tại chỗ ở đây. Mọi người khách thập phương đến đây để thưởng thức những cái món cò và thăm cái khu vực rừng cò này khá đông. Và chúng tôi đang muốn ghi lại cái hình này. Rồi, đây là, vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy thực đơn là cò quay là 75 đồng một con. Vạc nướng hôm nay là hết 200.000 đồng một con và chim cù đất là 100 đồng một con. Và chim sẻ đồng là 10.000 đồng một con, quá rẻ. Vâng, tất cả các món ở dưới này các bạn đã nhìn thấy, nhưng chúng tôi chỉ quan tâm đến cái món là cò quay, món vạc nướng và món chim cù đất là thôi. Đây là cái món đặc trưng ở làng cò Ngọc Nhị. Vâng ạ, chúng tôi đến rất muộn rồi, cái lượng khách cũng bớt nhiều nhưng mà cũng còn khá đông. Và các bạn chỉ nhìn thấy cái lượng xe ô tô từ Hà Nội, từ các nơi đến đây thôi. Và được nghỉ ngơi trong khu vực rừng như thế này thì đã thấy rất tuyệt vời. Thì có lẽ là lúc đông mà có thể ngồi kín trong khu vực này thì phải hàng ngàn người. Và cứ mỗi bình quân, cứ mỗi một người thôi mà một con cò thôi thì các bạn đã biết là những cái ngày cuối tuần như thế này thì hàng ngàn con cò đã ra đi để cống hiến vào những cái bếp nướng và trên những cái bàn nhậu ở cái rừng cò, ở cái làng cò Ngọc Nhị. Thưa quý vị các bạn, các bạn đã thấy chúng tôi đã đến làng cò Ngọc Nhị và có những cái xích đu như thế này. Cái xích đu hết sức tuyệt vời trong cái mùa hè này. Ngồi ở dưới cái bóng mát như thế này mà lại thưởng thức những cái món cò, món đặc sản ở cái làng cò Ngọc Nhị như thế này. Và là để được xích đu này thì quả thực rất tuyệt vời. Có thể nói là trời đã phú cho ở cái làng cò này, cũng như do gia chủ ở đây để có một cái vườn cò tuyệt vời. Và cái vườn cò tuyệt vời ấy đã mang lại cái niềm hạnh phúc cho gia đình và những người dân ở khắp mọi nơi có thể đến ở nơi đây. Các bạn đã nhìn thấy cái con cò quay chưa? Vâng ạ, con cò quay thơm thay con cò rán. Con cò quay, con cò rán cũng tất chắc là với nhau. Mà các bạn đã nhìn thấy cái cổ cò nhớ tuyệt vời như thế này. Vâng ạ, tôi là một trong những cái người ở cái vùng đất cũng ở gần đây, dùng là đá trông.
mà cái vùng mà chúng tôi đã cũng có cái rừng cò nhưng mà nó không nhiều như thế này. Và đặc biệt là cũng ít khi ai bắt được cò để mà ăn, chứ không phải nói là để bán cho khách. Như ở đây trong những ngày đông chúng tôi ước lượng có khoảng hàng ngàn khách từ trên đây, và các bạn đã biết rằng cứ mỗi người một con cò thôi thì đã biết nhưng bao nhiêu là cái con cò đã ra đi để phục vụ khách. Bây giờ chúng tôi thưởng thức cái món cò này. Trước hết là tôi cắt cái cổ con cò. Vâng. À. Vâng ạ, lúc này tôi bắt đầu thưởng thức cái món cò. Và đây chính là cái món đùi cò. Một quả thực rất tuyệt vời. Vâng ạ. Vâng, tôi đi đã nhiều nơi rồi, ăn rất nhiều thứ, nhưng mà có thể cái món cò ở đây là cái món cò đặc sản rất ngon. Và cũng tại vì thế giải thích vì sao là mọi người từ các nơi mà khi được nếm món cò này mà họ luôn luôn muốn quay trở lại cái làng cò vào mình này. Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi đang muốn trà trộn vào cùng với lại cái nhóm thanh niên sinh viên như thế này. Vâng, và chào, và mình cũng xin chào tất cả các bạn. À, và trên cái đĩa ngày hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy có các bạn có cái món gì ngày hôm nay. À, món này món cò hay món gì? Cò. À, món cò. Và vậy bên này cũng là cò đúng không? Và có một và có chim chia sẻ. À, chim sẻ, đâu có chim sẻ đâu, đây là bạn chim gì? À, vâng ạ. Không đấy, không đấy là con chim sẻ. Chim sẻ. Vâng. À, các bạn có ở cái trường đại học nào không? Có, cháu ra trường. Ra trường. À, ra trường rồi. Và chắc là cũng cùng nhóm học ngày xưa. Và hôm nay có một cái buổi tụ tập này. Như vậy là có ai ở cái vùng đất này không? Không. Để dẫn đường. Ba 40 cây. Ở Đan Phượng. Và đây là lần thứ bao nhiêu đến cái lần làng cò này? Lần đầu tiên. Vâng, và thưởng thức cái món cò này thì bạn trẻ thấy thế nào? Cháu thấy rất là ngon, rất là khác. Vâng, thế còn cái bạn ngồi bên cạnh? Cháu cũng thấy rất là ngon. Vâng, các bạn có thể nghĩ gì về đây là môi trường? Cháu nghe không có. Về môi trường đây ạ? Ừ. Cái nào về làng cò? Ừ, cái làng cò. Thế liệu trường là mỗi người một con cò thì liệu trường là cò có hết không? Nói chung là họ mình nuôi tạo ra thì còn để hoang dã là đấy. Nhận thức gì về cái chuyện này? Vâng, bạn nói gì về cái chuyện này? Bây giờ mình có thể thế này, hôm nay mình đến lúc về dân rất là đông, và nghĩ rằng là mỗi tuần có thể hết hàng ngàn con cò, thì liệu chừng cò nó còn sinh sôi nảy nở để đáp ứng cái nhu cầu này không? Bạn cứ thử đoán thử xem thế nào. Nói chung là nó cũng sinh sôi nảy nở được. Vâng ạ. Và đây là hai con cu đất à? Chim câu à? Không, cái đây là cu đất chứ không bán chim câu. Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy con cu đất rất ngon. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi chưa thỏa thích được là cái làng cò. Vậy thì cái làng cò này nó có vơi cò đi không? Mà tại sao lại cò vẫn cứ đến ở nơi đây? Và đây là chính là câu hỏi mà chúng tôi đang tìm hiểu. Và các bạn trẻ thì không trả lời được. Sau khi tôi đưa cái câu hỏi về môi trường thì các bạn đều rất lặng im, bởi vì ai cũng nghĩ rằng là ai cũng cần bảo vệ môi trường. Nhưng mà cái món cò rất ngon, quả thực là đây là một cái món khoái khẩu mà ai đã thưởng thức một lần thì khó có thể mà không, nếu có điều kiện khó có thể không quay lại ở nơi đây, đúng không các bạn? Vâng. Vâng ạ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm hiểu xem những cái gia chủ ở nơi đây. Xin chào các bạn nhé, các bạn nhé, xin tạm biệt các bạn. Và đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi được cũng trong một lần đi thám hiểm làng cò Ngọc Nhị. Vào lúc chiều tối, các bạn đã nhìn thấy cò về đây trắng ở các rừng tre. Và một cái điều không thể giải thích nổi là cò bị giết hại ở đây rất nhiều. Nhưng tại sao chim cò vạc vẫn cứ về đây, về rất đông? Và câu hỏi, họ bắt cò như thế nào? Mỗi ngày, mỗi tuần, có bao nhiêu con cò bị giết hại để đưa lên bàn nhậu của thực khách? Và giờ đây, đàn cò có thể phát triển hay mỗi ngày một vây đi, vân vân, vẫn còn đền cò. Chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này trong các phóng sự tiếp theo khi có dịp trở lại đây, làng cò Ngọc Nhị, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nhà báo Huy Thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các phóng sự tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.